Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vào bếp với món bánh cuốn các bạn nhé. Tức là mình sẽ tráng bánh cuốn bằng nước các bạn, hơi nước. Thì bây giờ mời các bạn sẽ cùng mình vào bếp nhé. Thành phần nguyên vật liệu gồm các bạn ơi, thịt nạc vai băm rồi đây các bạn nhé. Mình có chỗ này là 700 g. Tức là mình có thích ăn bánh cuốn nhiều thịt thì mình cho nhiều, có thể ít thì cũng được các bạn ạ. Hành, mình có 4 củ hành khô mình đã thái rồi, và mình có 6 cái tai mộc nhĩ, và mình cũng băm nhỏ luôn, ngâm rửa sạch băm nhỏ. Thế rồi thì là bột đây các bạn ạ, mình có một gói bột tẻ nguyên chất các bạn nhé. Đấy, ở đây thì họ không hướng dẫn là ngâm bao nhiêu nước các bạn nhé, thế nhưng mình đã pha rồi đây. Vì là mình chỉ cho các bạn xem cái gói bột tẻ để cho các bạn thấy rằng nó là bột tẻ nguyên chất. Theo kinh nghiệm của mình, các bạn có thể là một gói bột tẻ này các bạn có thể là cho là đi, kể cả các bạn ngâm 1 lít nước các bạn nhé, nghĩa là các bạn ngâm 10 tiếng đồng hồ, ngâm 10 tiếng đồng hồ các bạn ngâm đủ thời gian thì cái bột nó sẽ rất dẻo, nó sẽ dễ tráng các bạn nhé, là một nó không bị đứt bị lứt. Đấy. Còn các bạn ngâm ít ấy, thì là nó rất dễ bị đứt, hoặc các bạn tráng nó đặc quá thì bánh nó cũng nứt, nó không được mượt cái bánh. Thế thì khi các bạn ngâm mà nó nhiều nước quá thì sáng hôm sau các bạn sẽ chắt nó đi. Các bạn để làm sao mà cái mặt của bột đấy nó với lại cái mức nước nó sẽ cao lên khoảng độ là đi 2 cm các bạn nhé. Đấy. Cái mặt bằng của bột mình nước ngập lên là 2 cm thì lúc này các bạn ngoáy tay lên là tráng là vừa đấy các bạn nhé. Đấy, kinh nghiệm của mình là như vậy. Thế còn trong cái quá trình tráng thì lúc bây giờ nó bị bay hơi đi thì các bạn có thể là chế thêm 1 chút nước, nhưng các bạn chế từ từ các bạn nhé. Đây, ví dụ như của mình đây, mình đã pha bột rồi đây các bạn nhé. Đấy, cái chỗ này là vẫn còn hơi đặc, tí nữa là mình phải cho thêm 1 chút nước các bạn nhé. Đấy, dầu ăn các bạn ạ, nước mắm, ngoài ra một số thứ để ăn kèm như là giá đỗ và rau húng, cây húng quế đấy, và cái chả các bạn nhé. Đấy, còn cái dụng cụ chuẩn bị của mình thì xoong đây, rồi thì khăn gạt, rồi thì là cả cái này để mình cuộn bánh các bạn nhé. Đấy, bây giờ trước khi tráng bánh các bạn ạ, thì mình phải đi làm cái khâu phi hành mỡ trước và xào thịt với lại nấm mèo trước các bạn. Bây giờ mình vừa phi hành các bạn ạ, vừa xào thịt các bạn nhé. Mình cho vào 2 thìa canh dầu để xào thịt. Thế còn hành phi thì mình sẽ cho vào đây tương đối nhiều dầu đi các bạn ạ. Sau này cái nước dầu là mình còn quét qua bánh các bạn nhé. Dầu già rồi mình cho chút hành vào các bạn nhé, mình phi sau khi phi nó thơm lên thì mình cho thịt vào, hành vàng thơm rồi mình cho thịt vào mình xào các bạn nhé. Mình cho thịt vào mình rang lên nó hơi xe xe cái thịt thì mình sẽ cho mắm muối các bạn nhé. Thịt đã săn mặt rồi, mình cho vào đây 2 thìa bột lêm các bạn nhé, cái này là bột lấm đấy, 2 thìa cà phê bột lấm, và mình sẽ cho vào đây 2 thìa canh nước mắm các bạn nhé. Mình cho thêm 1 chút chuột chuột muối, 1/4 thìa cà phê muối các bạn, đảo đều lên các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, sau khi mà mình xào thịt đấy luôn luôn bật to lửa, bởi vì thịt nó sẽ ra nước đấy. Các bạn nhớ là xào xong tự nó sẽ cạn nước đi nhé các bạn nhé. Đấy, cạn gần xong rồi, gần được rồi thì bắt đầu mình sẽ cho nấm mèo vào các bạn ạ. Bây giờ đã cạn rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn rang cạn đi thì nó sẽ thơm thịt các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đổ nấm mèo vào các bạn ạ.
đều thì nấm mèo nó được chín đều các bạn nhé. Người dân của mình có thể được ở đây các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình bắt ra các bạn nhé. Đấy, trước khi bắt ra mình cho chút hạt tiêu cho nó thơm các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy ngon không? Đấy, rất ngon các bạn ạ. Bây giờ mình đi phi hành các bạn ạ. Hành đã nóng rồi các bạn ạ. Dầu nóng già mình chút hành vào mình phi các bạn nhé. Hành vàng rồi các bạn nhé. Chảo dầu vẫn còn đang nóng các bạn nhé. Mình cho một chút dầu ô liu nguội vào. Các bạn cho dầu gì cũng được, nhưng mình cho dầu ô liu nó nguội để nó hãm cái độ nóng của dầu. Sau đó mình đổ ra. Cái nước hành phi này, nước dầu hành này thì để các bạn quết lên bánh cuốn, còn cái hành phi này thì là để tí nữa rắc lên trên bánh cuốn các bạn nhé. Đấy. Chất vàng bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ đặt nồi tráng bánh các bạn nhé. Đấy. Mình cho vào đây 2 ca này nước. Đấy. Tức là mình cho nước lên đến khoảng nửa xoong này nó rơi. Nói chung là nếu các bạn cho nhiều quá nó lên nhiều hơn nó sẽ bị nhã bánh, mà ít quá dễ bị khê xoong. Và mình cho một cái đĩa vào đây để khi nào nó cạn thì là sẽ biết được, không còn cái tiếng lạch cạch của cái đĩa nữa các bạn nhé. Đây là cái khuôn bánh các bạn ạ, mình dùng bằng vải phin pha các bạn nhé. Bây giờ mình đi làm khuôn là mình sẽ lịt hết các bạn nhé. Lịt xong rồi cái dây co rồi, các bạn kéo tiếp kéo khuôn cho nó căng ra. Khuôn phải căng thì tráng nó mới được các bạn nhé. Khuôn trùng là tráng nó không được đâu các bạn ạ. Ví dụ như khuôn này, các bạn thấy gõ nó căng 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 như là tiếng trống luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ vặn to bếp. Đấy. Cho nó lên hơi các bạn nhé. Đấy. Đẩy vào cho nó lên hơi. Đấy. Tranh thủ lúc này mình sẽ đi mình cuốn cái để mà lấy bánh các bạn nhé. Giờ nước sôi rồi mình sẽ tráng bánh các bạn nhé. Hơi lên rất nhiều các bạn ạ. Mình tráng thử cái đầu tiên đã để xem nó độ khô và độ ướt như thế nào các bạn nhé. Nhưng mình nghĩ cái đầu tiên này là cái này là sẽ hơi bị đặc vào đây, mình phải cho thêm chút nước nữa. Các bạn nhớ là ngoáy đều bột lên các bạn nhé. Cái này nó đỡ hơn rồi, là mình chỉnh nước tương đối rồi các bạn nhé. Đấy, nước tương đối rồi.
vừa tầm nước đấy các bạn ạ. Đấy, nên cái bánh rất đẹp. Đấy, vừa tầm nước. Vừa nãy mình làm bằng cái ống kia nó bé, mình thay một cái ống nhựa này nó to hơn các bạn nhé, thì cuộn nó dễ hơn. Tráng bánh ướt này thì nó sẽ ngon hơn, nó không khô như là chả bằng đổ chảo chống dính các bạn nhé. Mặn thơ đây nhé, rất mỏng này. Đấy, nó lên đều bánh chưa. Đấy, cái bánh có đẹp không? Đẹp các bạn nhé. Bánh nó mỏng thì nó mướt bánh các bạn. Đấy, các bạn nhìn ra, bây giờ bánh nó rắc đẹp quá này. Mỏng chưa các bạn? Đấy, rất là mọng và ngon các bạn nhé. Mình tráng một ít bánh chay các bạn ạ. Bánh chay của mình các bạn nhé. Lúc này cái khuôn nó đều hơn các bạn ạ. Nó nước nó nhiệt độ nó đều đấy các bạn, hơi nó lên rất đều đấy, thì nó sẽ rất chắc khuôn và cái độ nước của bột đấy, đấy nó rất vừa các bạn nhé. Hôm nay mình tráng đây một đĩa bánh chay đi các bạn nhé. Đấy. Còn đây là
đánh nhân thịt đây các bạn nhé. Đấy. Còn lại là mai mình lại tráng tiếp cho nhà ăn. Đấy, các bạn nhé. Đấy, tối nay mình ngâm bột. Hôm nay mình sẽ tráng cho được 4 người ăn các bạn ạ. Mình tráng được một đĩa chay các bạn nhé, bánh cuốn chay. Đấy. Và một đĩa bánh cuốn nhân thịt. Đấy, nhìn ngon không các bạn? Đấy. Bây giờ mình sẽ đi pha nước mắm để chấm bánh cuốn các bạn nhé. Đấy. Đầu tiên mình cho vào đây. Mình không có đường nâu các bạn nhé, thì mình sẽ dùng đường trắng. Đấy. Một muỗng canh đường trắng mình cho vào đây, 4 muỗng canh nước, nước lọc đấy các bạn nhé. Mình ngoáy cho tan đường các bạn ạ. Mình cho vào đây là nửa muỗng canh giấm. Các bạn có giấm gạo thì cho giấm gạo, giấm táo thì cho giấm táo, giấm gì cũng được. Đấy. Nửa muỗng canh giấm. Đấy. Nửa muỗng canh chanh các bạn nhé. Đấy. Tức là chanh với giấm cộng lại thì thành một muỗng canh. Và mình cho vào đây 1.5 muỗng canh nước mắm các bạn ạ. Đây là mình cho nước mắm Phú Quốc các bạn ạ. 1.5 muỗng. Và mình thái vào đây 1 vài lát ớt các bạn nhé. Cái ớt này là ớt không cay các bạn nhé. Mình cho vào cho nó đẹp thôi. Đấy, ớt này là ớt không cay các bạn ạ. Còn ớt này là ớt cay đây. Đấy, mình cho vào 1 trái ớt cay thôi các bạn nhé. Mình cho thêm 1 chút hạt tiêu các bạn ạ. Tức là mình pha theo tỷ lệ là đi 1 muỗng canh này đường, 1 muỗng canh này giấm hoặc chanh. Thế nhưng mình tổng hợp lại thành ra 1/2 là chanh, 1/2 là giấm. Và 1.5 muỗng canh này là nước mắm. Và 4 muỗng này canh này là nước lọc các bạn nhé. Đấy. Thế là nước chấm của mình đã xong các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi. Đấy, đây là khay bánh cuốn của mình các bạn nhé. Đấy. Rổ rau sống mình vừa làm xong. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình có cà chả nhé. Đấy. Giá đỗ này, các bạn nhìn thấy không? Húng quế, bát nước mắm của mình đây, các bạn nhìn thấy không? Rất ngon phải không các bạn? À. Còn đây là đĩa bánh cuốn chay. À. Đây là đĩa bánh cuốn cuộn nhân thịt. À. Bây giờ mời các bạn vào trong nhà thưởng thức cùng mình nhé. Món bánh cuốn của mình hay còn gọi bánh ướt đấy. Thế là hoàn thiện. Bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Mình lấy một miếng chả trước các bạn, mời các bạn. Và mình thưởng thức cái bánh cuốn chay trước các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Bánh cuốn nó mỏng, nó mọng, nó không khô vì mình tráng
kiểu trắng bằng hơi nước các bạn ạ. Nước chấm như mình ăn này là vừa chua, cay, mặn, ngọt như này là vừa các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Bây giờ mình thử cái bánh cuốn này các bạn nhé. Các bạn ơi, mời các bạn. Cái bánh cuốn mà cuộn nhân thịt này cũng rất ngon các bạn ạ. Nó có cả thêm cái hơi giòn giòn của mộc nhĩ nữa. Và cái độ cái ngậy béo béo của thịt cũng rất ngon các bạn nhé. Ngon quá. Cái bánh cuốn này thì các bạn có thể ăn thêm với chả cũng được, mà không ăn không cần chả ăn cũng rất ngon rồi, vì nó có thịt nên mộc nhĩ bên trong rồi các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình mới tráng bánh cuốn, thành ra là mới có để mà thưởng thức các bạn ạ. Các bạn ơi, video của mình cũng dài rồi, mình xin dừng lại ở đây. Thế nếu mà các bạn nào thích thì có thể vào trong bếp làm theo như cách của mình. Và các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye!